Chào anh em nha. Lại mình đây. Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em canh ECU gách leo V2 nha. V2. Rồi chương trình 8.3 nha. V2. Nói chung á là V1, V2 chỉ có V1 đời đầu á là mình xài chờ chương trình nó khác thôi, với cách chỉnh nó khác thôi, còn mà V2 V3 là chương trình nó chỉnh giống nhau nha, V4 vẫn vậy nha. Chương trình vẫn giống nhau. Rồi bây giờ đây gách leo. Rồi mình kiếm cáp nha. Rồi bây giờ là mình kiếm cái chương trình. Chỉ lên trời đây, ba mũi tên chỉ lên trời nha. Rồi nhấp vô, rồi xong rồi yes nha, yes. Rồi yes xong rồi mình xếp TBS nha, TBS đây, cái này là TBS, đây là BS suy nè, ha. Rồi nhấp vô, rồi dẫn ống ra 3 lần, 1, 2, 3. Nếu mà nhận 3 lần vậy á là nó không nhảy phải không? Nói chung là TBS nó bị yếu, nhưng mà mình nhấn như vậy luôn. Rồi coi phần trăm của TBS luôn. Rồi vẫn 100%. Rồi anh em cứ xài tiếp luôn, không cần thay nha. Rồi enter. Rồi là hiện tại bây giờ á là anh em đã chạy ra được 4 móc ha. Rồi 4 móc. Rồi 4 móc. Rồi mình nói cho anh em hiểu luôn á. Móc 1 này là mở tua cho xe zin. Móc 2 mình gắn vô vô hỏng xăng rồi vô ha, nói chung là vô xăng lửa đi. Còn móc 3 là 57 đầu cao. Móc 4 là anh em để 62 nha. Rồi á, mỗi xe là tùy theo nha. Rồi bây giờ á, là xe này thì mình để cho móc 2 nha, tại xe này có vô vô rồi, vô hỏng xăng rồi. Rồi đi ba lên mình, cái này clip này mình hướng dẫn cho anh em á là canh tại chỗ nha, canh tại chỗ chứ không có chạy nha. Rồi ra đường rồi chạy thêm. Rồi. Thấy không? Trong cái cục ECU này á, là cái bắp nền này á, là ok rồi ha, không? Là nó có sẵn rồi. Nó có sẵn rồi. Hiện tại bây giờ là nó có bắp nền sẵn rồi, bởi vậy nó cũng thấy nó ngọt ngào lắm, là 60% rồi. Rồi. Rồi anh em cứ chạy ra đường đi, rồi anh em chưa nếu gì anh em cứ chỉnh rồi vô thêm nha. Nhớ cái khúc này 2000 nè, dần kỹ nè, 2000 nè. Nó lớn quá không anh em, cộng xăng thêm chút xíu. Cộng vô cho nó 3 gạch nha. Rồi ổn định nè. Cái ngàn rưỡi nha, ổn định nha. Rồi cái cửa ngàn rưỡi ổn định nha. Rồi anh em ổn ra đây nha.
giới thiệu cho anh em luôn á. Ở đây là cái bảng xăng nha. À, một nè, nói chung á là mình nói cho năm nay cho anh em hiểu, tại nhiều anh em á là không có học cao nha, không biết về nhiều tiếng Anh, rồi cái này là mình chỉ hướng dẫn cho anh em thôi. Một á là xăng nè, hai cốc lửa tạm thời nè, ba cốc đánh lửa nè, rồi anh em muốn chỉnh phần trăm cốc đánh lửa, ví dụ như cái xe gốc quá đi phải không, anh em có thể bớt lại cái khúc đầu ra đầu bao nhiêu anh em bớt lại nhớ nha. Rồi trong đây á là nó có hai cái bốn cái cho mình chỉnh, ví dụ như nè, F1 là 1% cộng xăng, F2 là 1% trừ xăng, F3 là 0,1 cộng 0,1, F4 rồi cộng là trừ 0,1, rồi anh em nhớ như đó nha. Còn nhiều cái máy tính anh em nhắn cộng được á, anh em nhắn chữ anh nha, giờ nhớ nè, F nè, FN nè, rồi anh em nhắn đề vậy luôn ha, rồi cộng F3 F4 đó, cái đó rồi nha. Tại vì tùy theo cái máy laptop nha, chứ không phải là cái máy nào mà cũng nhắn chỉnh tại chỗ được nha, nhớ nha, tùy theo máy laptop. Rồi mình đây nói chung là thợ cầu bắp thôi, nhưng mà mình biết cái gì thì mình chỉ hướng dẫn cho anh em cái đó thôi, chứ mình nói mà chỉ dạy á là mình không dám chỉ dạy nha, mình không có làm thầy ai hết trơn á, mình không dám thầy ai hết á, mình nói chung là mình chỉ là thợ cầu bắp thôi. Rồi ha, hết rồi tạm thời. Rồi cái này là trừ phần trăm nha. Rồi để mình giới thiệu cho anh em là mở tua máy nha, GVM nha. Nè đây. Cái V2 á là mở tua máy GVM nè, anh em nhớ kỹ nè. Anh nè. Chữ này nè. An limit nè, thấy à, nhớ nha, an limit. À. Là nó có sẽ như thế này nè, GVM nè. Không? Rồi. Rồi cái này là GVM lúc nóng nè, GVM lúc lạnh nè, là garanty của mình á, lúc nóng lúc lạnh á là nó ổn định lên 1.500 tới 1.600 ha. Rồi cái này là GVM á là giới hạn dòng tua máy nha, anh em nhớ kỹ là giới hạn dòng tua máy. Rồi anh em muốn chỉnh ví dụ như cái xe zin này anh em cho nó 13.500 thôi. Rồi. Còn mà ví dụ như cái xe độ, cái xe độ thì anh em cho nó 14.000 cũng được, tùy mình. Rồi anh em nhớ nhắn xong cái gì thì nhớ enter vô nha. Enter vô. Đó. Rồi ví dụ như đó là anh em á, guarantee qua anh em á, ví dụ như nhảy lên cái cột trên này đi nè. Cái cột 22% này đi. Rồi anh em nhấn vô đây nè. Vô đây. Rồi vô đây nè. Đây nè. Live win nè, ha, live win 1 nè. Rồi nhắn cho số 2. Nhắn cái số 2 nha, nhắn cái số 2 nha. À, rồi nhắn cái số 2. Rồi enter nha. Là khi mà vậy á là garanty đó nó sẽ nhảy xuống cột số 1 nha. Anh em nhớ kỹ nha, nhảy xuống cột số 1. Rồi. Tùy theo nha. Trong tự rồi cái này là nhiệt độ quạt nè. Đã ở đây nè. Ốp bành then fan nè. C nè, không độ C nữa không? À, anh em nhớ cái chỗ này nè. Nhiệt độ quạt, ví dụ như á, bây giờ mình muốn cho nhiệt độ quạt, ví dụ như nè, ở đây 79, 80 là nhiệt độ nó sẽ quạt nè, nhiệt độ thấy không? 80 nhiệt độ sẽ quạt. Đó. Còn anh em muốn chỉnh cho nó ở 60 thì anh em cứ nhấn cái 60 thôi. À. Bây giờ hiện tại quạt chưa quạt phải không? Bây giờ mình nhấn 60 là quạt nó sẽ quạt nè. 60. Rồi, là để mình quay xuống cái quạt cho anh em coi nha. Em nghe không? Quạt hay quạt đó không? Rồi cái bước kế tiếp là mình chỉnh xăng thôi. Tại vì là trong cái cục ESU này là nhà sản xuất là nó sẽ cho mình một cái thông số, ví dụ như là thông số lửa, thông số xăng, đúng không? Rồi như thế đó là mình cứ chỉnh thôi, chứ mình đừng có làm gì nhiều nha. Tại vì mình chưa có trải nghiệm qua nhiều thì mình cứ lấy theo cái thông số dựa trên những cái bảng ESU này thôi nha. À, mình khuyên anh em là vậy. Còn anh em là hay á, thì giỏi thêm chút xíu nữa thì cứ chỉnh thêm xăng, thêm lửa, ví dụ như gốc lửa như thế nào thế nào á thì mình thêm vô thôi á, đi sâu chuyên sâu về nhớ nha. Rồi thì hiện tại bây giờ á, là ba cái đồng hồ này á, là mình giới thiệu
ngoài đường là nó chạy vậy nè, chạy từ đây nè, nó chạy vậy nè, à chạy vậy nè, à chứ không phải á là à, anh em ra, nếu mà anh em bảo tua hoặc là tua là nó chạy ở dưới này nè, nó chạy đây, nó chạy lên đây, nó chạy dài ra đây nha, nhớ nha, rồi chạy khúc này, đó anh em cứ đa số là é é é là khúc này, à anh em nhớ kỹ nè, 9.000 hoặc là 10.500 hay là 12.000 cổ gì đó. Ra nha anh em, hết ra đa số hết ra qua số nha, và chạy khúc này. Bởi vậy một chiếc xe đi á, anh em chọn á là anh em phải canh nè, từ nè 1.500 nè, dài lên tới đây, nhớ nha, nhớ nha, nhiều xe nó mạnh mạnh á là nó chạy là 14 luôn nha, 14.000-15.000 luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Nhiều xe anh em mám á, mám kéo á, kéo quá lên một tua hết tua máy á, ví dụ xe một tết tua máy á, nhiều kia là 15.000 có gì. Nhiều xe anh em muốn bảo vệ máy anh em cứ để lại là 14.000 hoặc là 14.500 hoặc là 13.500 là tốt nhất nha, nhất là 13.500 là tốt nhất, anh em nhớ kỹ nha. Tại vì khi mình ra mình nạo quá, mình hết hồn hay là mình máu quá, mình ra chậm ra nữa, em hết ra đó, hết ra là nó sẽ ra 13.500 nha. Bởi vậy mình chỉ 13.500 thôi là giới hạn tua máy của mình, đó là được nhất, ok nhất. Là anh em canh đó, là không phải hụ tại chỗ nha, anh em nhớ kỹ, mình chỉ hụ tại chỗ là mình hụ lên khoảng 7.000 thôi, là mình coi cái xe nó tròn hay không thôi, còn mình sẽ xuống đường, mình gớt xuống đường mình chạy, nhớ nha, chứ đừng có nên mình đứng mà cầm nén là hồi dục cái máy ra ngoài đâu nha, không có đơn giản đâu nha. Bởi vì là thời đại bây giờ là phải cần các bạn dyno như vậy. Nhưng mà bạn dyno á, mình nói đông na luôn cho anh em mà dễ hiểu, một cái bàn chuẩn chính xác nó sẽ giúp mình kiếm ra tiền đó, giúp mình nó kiếm được cái lượng khách gấp 4-5 lần đó. Cái thu nhập của bạn dyno á, mình nói đơn giản thôi, một ngày á là anh em trên 300.000 tới 1.000.000 ngoài đó, là thu nhập của bạn dyno. Còn một cái bàn size đi, cho anh em lấy được á, lúc đầu thôi, một lần đầu thôi 300-400 ngàn gì đó, mình không cần biết, nhưng mà các bạn sai anh em lấy được tiền lúc đầu thôi, nhưng mà cái tiếng của anh em á, các bạn sai đó là nó sẽ giết anh em luôn. Là biết giết sao không, lần đầu nó đem lại anh em canh rồi không ngọt ngào đó, lần thứ hai nó đem lại anh em canh vẫn không ngọt ngào đó, và lần thứ ba là nó sẽ bỏ đi liền. Nhưng mà khi nó bỏ đi rồi á là nó sẽ đồn, nó sẽ nói á, là vàng của thằng đó sai, bàn thằng đó canh không được, bàn thằng đó là không có ok. Tại vì á là các bạn sai, anh em chạy dưới đây nè, mở bogie ra, chẳng đỏ gạch đó, là nó hiểu trên bàn, anh em nhớ kỹ, là nó hiểu trên bàn chứ không phải là hiểu dưới mặt đường nha đó. Còn một cái bàn đúng, anh em mở bogie ra đỏ gạch xuống đường chạy vẫn đỏ gạch là nó ok, là đúng dưới cái mặt đường, anh em nhớ kỹ cái đó nha. Nên lựa chọn những cái bàn nào có uy tín, bàn nào chuẩn nhất, nhớ nha. Còn bàn bên mình á, mình bảo hành cho anh em 2 năm, bao chuẩn bao ngọt ngào. Nếu mà anh em nói không chuẩn bao không ngọt ngào, mình sẽ trả lại mọi chi phí. Bàn mình chỉ có mấy chục triệu thôi, không tới 100 triệu đâu, nhớ nha, vài chục triệu thôi là đầy đủ hết. Anh em chỉ cần đó là mua một cái laptop, chiếc xe, cái phòng là toàn bộ đồ đồ mình hết, mình vận chuyển, mình ráp cho anh em luôn, nhớ nha. Rồi mình chỉ hướng dẫn cho anh em như vậy thôi. Sorry anh em, tại vì nãy mình nhiều khi mình nói gì mình vô nói về những cái bạn đi đâu đó, anh em cũng trả cho mình nha. Rồi chúc anh em thành công nha, mình sẽ làm nhiều cái clip mình chia sẻ cho anh em nha, và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cũng cảm ơn anh em nhiều, tại vì nói chung mình có thời gian mình sẽ làm, tại vì nói chung là xe mình rất là nhiều, mình cũng không có thời gian nhiều đâu, tại vì mình lâu lâu á mình anh em nha.